Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của giao thức. Giao thức được giải thích như thế nào? Một giao thức là một tập hợp các quy tắc và hướng dẫn do giao tiếp dữ liệu. Các quy tắc được xác định cho từng bước và xử lý trong quá trình giao tiếp giữa hai hoặc nhiều máy tính. Mạng phải tuân theo các quy tắc này để truyền dữ liệu thành công. Mục đích của giao thức là gì? Một giao thức là một tập hợp các bước hướng dẫn thường theo hình thức đơn giản, một hoặc hai trang tài liệu được sử dụng bởi các giáo dục để cấu trúc hội thoại chuyên nghiệp hoặc kinh nghiệm học tập để đảm bảo rằng cuộc họp, lên kế hoạch hay các nhóm thời gian cộng tác được sử dụng hiệu quả, có mục đích và năng suất. Giao thức với ví dụ là gì? Một giao thức là một bộ tiêu chuẩn các quy tắc cho phép các thiết bị điện tử để giao tiếp với nhau. Các giao thức tồn tại cho một số ứng dụng khác nhau, ví dụ bao gồm mạng số dây, Internet, mạng không dây và giao tiếp Internet. Giao thức trong những từ đơn giản là gì? Một giao thức là một tiêu chuẩn các quy tắc cho phép các thiết bị điện tử để giao tiếp với nhau. Các giao thức tồn tại cho một ứng dụng khác nhau, ví dụ bao gồm mạng có dây, Internet, mạng không dây và giao tiếp Internet. Làm thế nào để các giao thức làm việc? Internet hầu hết các mạng dữ liệu khác hoạt động bằng cách tổ chức dữ liệu thành các phần nhỏ gọi là gói. Bởi vì các giao thức như Internet, nghị định thư thường làm việc với nhau trong lớp, một số dữ liệu nhúng bên trong một gói tin được định dạng trong một giao thức có thể ở dạng của một số khác có liên quan giao thức, một phương pháp gọi là đóng gói. Tại sao điều quan trọng là phải tuân theo giao thức? Các giao thức rất quan trọng vì chúng cung cấp một khuôn khổ đạo đức chung, trong đó mọi người hoạt động. Không có những giả định này, mọi người có nhiều khả năng mở rộng ranh giới của đúng hay sai. Cho dù trong các vấn đề lịch sự hay trong các vấn đề cấu trúc các giao dịch hoặc các phản ảnh lợi ích tốt nhất của mọi người. Làm thế nào để bạn tạo một giao thức? Tóm tắt giao thức đưa ra một cái nhìn tổng quát, xúc tích về dự án, mô tả mục đích của nghiên cứu, bao gồm vấn đề nghiên cứu và giả thuyết sẽ được thử nghiệm, dân số và các phương pháp sẽ được thử dụng, chấm sử dụng các từ viết tắt, bao gồm lợi ích dữ kiện của nghiên cứu. Giao thức phổ biến là gì? Có 3 giao thức phổ biến sử dụng để gửi email qua Internet. Các Simple Email Transfer nghị định thư SMTP, Bưu điện nghị định thư POP và Internet Message Access nghị định thư IMAP. Cả 3 đều sử dụng TCP và 2 cái cuối cùng được sử dụng để truy cập hộp thư điện tử. Giao thức quan trọng nhất là gì? Có lẽ giao thức máy tính quan trọng nhất là OSI, Open System Interconnection, một bộ hướng dẫn để thực hiện giao tiếp mạng giữa các máy tính. Trong số các giao thức Internet quan trọng nhất là TCP over IP, HTTPS, SMTP và DNS. Mục đích của giao thức truyền thông là gì? Giao thức truyền thông là mô tả chính thức của các định dạng và quy tắc thông điệp kỹ thuật số. Họ được yêu cầu trao đổi tin nhắn trong hoặc giữa các hệ thống máy tính và được yêu cầu trong viễn thông. Các giao thức truyền thông bao gồm xác thực, phát hiện lỗi và sửa lỗi và báo hiệu. Các thành phần của một giao thức truyền thông là gì? Các thành phần của giao thức truyền thông là biểu diễn dữ liệu và lệnh, mã hóa và truyền dữ liệu, điều khiển truy cập phương tiện, tổ chức kênh, đồng bộ hóa truyền, phát hiện và sửa lỗi và định tuyến. Làm thế nào để bạn tạo ra một giao thức học tập? Định dạng được đề xuất cho một giao thức nghiên cứu. Thứ nhất, tóm tắt dự án. Thứ hai, cơ sở lý luận thông tin cơ bản. Thứ ba, tài liệu tham khảo của tài liệu được trích dẫn trong các phần trước. Thứ bốn, nghiên cứu mục tiêu và mục tiêu. Thứ năm, thiết kế nghiên cứu. Thứ sáu, phương pháp luận. Thứ bảy, cân nhắc an toàn. Thứ tám, theo sát.
Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.